hộ trung cấp chiếm 98% tổng nguồn cung tại Hà Nội. Giá đất làng tại Đông Anh nóng cùng Vinhome cổ loa. Vàng nhẫn tròn trơn liên tục lập kỷ lục, thị trường có bị dẫn dắt. Sau bão số 3, Hải Phòng đóng cửa 41 chung cư cũ, hỗ trợ người dân an cư. Nhật Bản sẽ không vội tăng lãi suất. Đó là những tin chính sẽ có trong chương trình ngày hôm nay. Nhưng trước hết, hãy cùng tôi điểm qua một số tin tức kinh tế mới nhất vừa được cập nhật. Xin kính chào quý vị và các bạn, tôi là Phương Dung của truyền hình VOV. Phân khúc trung cấp chiếm tỷ trọng lớn nhất với 98% tổng nguồn cung căn hộ chung cư tại Hà Nội. Trong khi đó, phân khúc cao cấp chỉ chiếm 2%. Đây là thông tin được Tổng Giám đốc Indochina Capital chia sẻ mới đây. Theo chuyên gia này, từ đầu năm đến nay, thị trường bất động sản đã ghi nhận những tín hiệu tích cực. Tuy nhiên, mức độ hồi phục có sự phân hóa rõ rệt giữa các phân khúc và khu vực. Đặc biệt, phân khúc chung cư nổi bật là mảng có sự phục hồi mạnh mẽ nhất. Tại Hà Nội, thị trường căn hộ đã đạt khoảng 10.400 giao dịch trong hai quý vừa qua, tăng tới 101% so với cùng kỳ năm trước, vượt qua tổng số giao dịch của cả năm 2023. Nhu cầu mua bán tập trung chủ yếu ở phân khúc trung cấp đến cao cấp, với sự phát triển mạnh mẽ tại các khu đô thị tích hợp phía Đông và Tây thành phố. Chỉ tính riêng quý 2 năm 2024, số lượng căn hộ bán ra đạt 5.085 căn, giảm 4% so với quý trước nhưng tăng 104% so với cùng kỳ năm trước. Phân khúc căn hộ trung cấp tiếp tục chiếm ưu thế với 96% tổng số căn hộ bán ra, trong khi phân khúc cao cấp và bình dân chiếm tỷ trọng nhỏ. Một trong những điểm quan trọng nhất của luật đất đai năm 2024 là bỏ khung giá đất cũ. Thay vào đó, bảng giá đất được cập nhật hàng năm, xác định giá sát với thị trường căn cứ trên mục đích, thời hạn sử dụng đất, thông tin đầu vào, các yếu tố khác ảnh hưởng. Bảng giá đất được sử dụng để tính tiền sử dụng, thuê, thuế sử dụng đất, thu nhập từ chuyển nhượng quyền sử dụng đất, tính lệ phí quản lý, tiền phạt, bồi thường khi vi phạm trong lĩnh vực đất đai và giá khởi điểm để đấu giá. Trong báo cáo tình hình giá bất động sản gửi Văn phòng Chính phủ, Bộ Xây dựng cho biết, khi áp dụng giá đất năm 2024, theo tính toán, chi phí sử dụng đất của các dự án bất động sản sẽ tăng lên khá nhiều so với trước. Bởi giá đất mới sát với giá thị trường sẽ làm tăng chi phí liên quan đến đất đai như giải phóng mặt bằng, đền bù thu hồi đất, thuế phí liên quan đến đất. Trong khi chi phí liên quan đến tiền sử dụng đất thường chiếm tỷ trọng lớn trong tổng chi phí của dự án nhà ở, dao động từ 7 đến 20% với dự án chung cư cao tầng, từ 25 đến 50% với dự án biệt thự liền kề. Mức này giữa các dự án có sự khác nhau do phụ thuộc vị trí, điều kiện thuận lợi của hạ tầng kỹ thuật, còn chi phí bồi thường tài sản trên đất thường chiếm tỷ trọng không đáng kể, khoảng 2% trong chi phí đầu tư xây dựng. Vừa qua, Bộ Chính trị đã thống nhất xin ý kiến Ban Chấp hành Trung ương Đảng thông qua chủ trương đầu tư tuyến đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc Nam trước khi Chính phủ trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa 15. Theo báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc Nam, Bộ Giao thông Vận tải kiến nghị đầu tư tuyến đường sắt tốc độ cao với tốc độ thiết kế 350 km/h, tổng chiều dài 1.541 km, đường đôi khổ 1.435 mm, điện khí hóa, với tổng mức đầu tư khoảng 67,34 tỷ đô la Mỹ. Về phạm vi quy mô đầu tư, đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc Nam sẽ bố trí 23 ga hành khách với cự ly trung bình khoảng 67 km, 5 ga hàng gắn với các đầu mối hàng hóa. Tuyến sẽ bắt đầu từ ga Ngọc Hồi, Hà Nội, đi qua 20 tỉnh thành phố và kết thúc tại ga Thủ Thiêm, thành phố Hồ Chí Minh. Hơn một tháng qua, các cuộc đấu giá đất tại loạt huyện ven Hà Nội như Thanh Oai, Hoài Đức đã gây xôn xao thị trường với mức trúng cao kỷ lục trên 100 triệu đồng một mét vuông. Tuy nhiên, không phải tất cả những phiên đấu giá được lên kế hoạch đều diễn ra đúng lịch, có những phiên bị hủy vào giờ chót hoặc có những phiên sát giờ đấu giá lại nhận được lịch thông báo lùi lịch. Mới đây, huyện Đan Phượng dừng phiên đấu giá 26 lô đất ở xã Tân Hội đầu tháng 10 để ra soát lại quy trình theo luật mới. Theo kế hoạch trước đó, Trung tâm Phát triển Quỹ đất huyện Đan Phượng và Công ty đấu giá hợp danh số 5 quốc gia, đơn vị tổ chức đấu giá, sẽ bán 26 thửa đất tại khu Trũng Vỡ, xã Tân Hội sáng ngày 5 tháng 10. Hiện từ nay đến tháng 10, huyện Thanh Oai có kế hoạch đấu giá 58 thửa đất tại thôn Văn Quán, xã Đỗ Động vào ngày 5 tháng 10. Hơn 130 lô đất tại huyện Mỹ Đức cũng được chuẩn bị đấu giá vào cuối tháng 9 ở các xã Phú Lâm, Mỹ Thành, Suy Xá. Huyện Đan Phượng cũng có một phiên đấu giá với 26 lô đất tại thị trấn Phùng vào sáng ngày 30 tháng 9.
thị trường đất nền Đông Anh bắt đầu được quan tâm từ thời điểm cách đây khoảng 3 tháng. Ngoài thông tin sẽ lên quận, Đông Anh còn có sức hút lớn từ dự án Vinhome Cổ Loa. Nhiều khu đất trong làng được giao giá rất cao, những lô mặt đường thậm chí đã được phát giá hơn 200 triệu đồng một mét vuông. Giá đất làng tại các xã ở Đông Anh, Hà Nội, tại những khu vực xung quanh Vinhome Cổ Loa tăng nóng trong thời gian gần đây. Nhiều mảnh vượt 200 triệu đồng một mét vuông, những mảnh nằm sâu trong ngõ cũng được chào bán trên 60 triệu đồng một mét vuông. Đơn cử tại xã Đồng Hội, một xã mà phần lớn người dân làm nông, trồng trọt, chăn nuôi. Việc giá đất neo cao như hiện nay nằm ngoài dự đoán của cả những người sành sỏi về thị trường bất động sản. Theo các môi giới, đất tại khu vực Đông Anh đã rục rịch tăng giá từ đầu năm khi khu đất dự kiến xây dự án Vinhomes Cổ Loa được quây tôn bốn mặt. Một số mảnh tăng giá 10 đến 15% chỉ sau một tháng. Các lô đất mặt đường hiện không có người bán, tuy nhiên môi giới cho rằng nếu có bán, giá sẽ vào khoảng 230 đến 250 triệu đồng một mét vuông. Đây cũng là mức giá đất nền cao nhất ở Đông Anh hiện tại. Ở sâu trong làng, đất nằm tiếp giáp với những tuyến đường chỉ đủ cho hai xe máy tránh nhau, hiện có giá 60 đến 70 triệu đồng một mét vuông. Một số lô 70 đến 80 mét vuông đang được giao bán giá 4,8 đến 5 tỷ đồng. Tuy nhiên, ngoại trừ đất đấu giá hay trường hợp chủ đất thực sự cần tiền hoặc khi họ có rất nhiều đất, còn lại người dân hiếm khi bán đất, bán nhà. Do đó giá tăng là vậy, nhưng giao dịch không có nhiều. Hiện so với các khu Tây Hà Nội hay các huyện cùng ở phía Đông Hà Nội như Gia Lâm và Long Biên, mặt bằng giá tại Đông Anh vẫn ở mức thấp hơn, có dư địa tăng giá tốt hơn. Giá vàng nhẫn tròn trơn liên tục xác lập đỉnh trong thời gian ngắn với lý do giá vàng thế giới tăng mạnh, nguồn cung vàng nguyên liệu hạn chế. Tuy nhiên, những gì xảy ra cho thấy hiện tượng vàng miếng tăng cao một lần nữa lặp lại. Dường như mối quan tâm của nhà đầu tư đang đổ dồn vào mặt hàng nhẫn tròn trơn. Lý do vì sao? 10 giờ 30 sáng, trước cửa cơ sở kinh doanh vàng bạc đá quý có tiếng ở phố vàng Trần Nhân Tông. Nhiều khách hàng ra về tay không sau khi mất nhiều thời gian xếp hàng mua vàng nhẫn tròn trơn, mặt hàng rất hot hiện nay. Người phụ nữ này là một trường hợp điển hình. Mua vàng một phần do tâm lý tích trữ tài sản, kể cả khi giá vàng tăng cao. Phần còn lại do suy nghĩ, các kênh đầu tư khác không hiệu quả. Hôm nay thì là tôi vào đây để xem là vàng như thế nào, nhưng mà vào thì họ báo là hết vàng và không có bán. Tâm lý thì cũng không hẳn, nhưng mà tại vì bây giờ mọi thứ nó cũng đang kiểu là nâng giá nó cao quá, ví dụ như giá nhà đất các thứ nó cũng lên, nên là vàng nó sẽ nhẹ nhàng tích lũy hơn đấy. Cũng ở phố vàng Trần Nhân Tông trước đó 3 giờ đồng hồ, trao đổi với một chủ hàng xén kiêm người xếp hàng mua vàng thuê. Người này cho biết hiện tại các cơ sở kinh doanh vàng bạc đá quý bán vàng theo kiểu du kích, hạn chế số lượng đối với từng đối tượng khách hàng. Hiện tượng mua vàng thuê phát sinh khi nhu cầu tăng cao, thậm chí giá mua hộ một lượng vàng lên đến cả triệu đồng, tức là giá mua hộ một chỉ vàng cũng phải một vài trăm nghìn đồng. Bán theo kiểu du kích, mua hộ thì vẫn phải có chứng minh thư. Ví dụ mua hộ thì công khai là... Đợt trước là tôi mua hộ nhà bên kia là 1 triệu một cây. Người ta nhờ mua một lượng vàng thì còn ví dụ 1-2 chỉ được 1-200. Chỉ cần xếp hàng và có căn cước công dân thôi là được. Thời gian vừa rồi thì rất nhiều người ta nhờ, xong người ta trả công cho bọn em. Có nhu cầu mua vài chỉ, mấy cái dạng chỉ nhẫn tròn tròn ấy ạ. Đấy, thế nên là nói chung là nhờ người nhà thì cũng người nhà cũng bận rộn các kiểu nên là phải thuê người nữa, mà thuê người thì cũng đắt. Có 4 vấn đề đặt ra đằng sau hiện tượng thuê người mua vàng. Thứ nhất, có phải nguồn cung vàng hạn chế đến mức không đủ cung ứng cho người dân hay còn lý do nào khác? Thứ hai, liệu nhu cầu vàng của người dân có cao đến mức số lượng người mua vàng tăng vọt trong những ngày gần đây? Thứ ba, cũng liên quan đến nguồn cung vàng nguyên liệu. Nếu tình trạng khan hiếm nguyên liệu thật, thì tại sao chỉ xảy ra sau khi ngân hàng nhà nước bán vàng miếng với giá bình ổn? Trong khi trước thời điểm 4 ngân hàng quốc doanh bán vàng miếng, giá vàng nhẫn tròn trơn cũng như số lượng không bị hạn chế như lúc này. Liệu rằng thị trường vàng có đang bị dẫn dắt bằng cách lấy vàng nhẫn tròn trơn thay thế vàng miếng, dẫn đến giá nhẫn tròn trơn tăng kỷ lục gần bằng giá vàng miếng? Trong bất kỳ thị trường nào, cũng sẽ có những người gọi là dẫn dắt thị trường.
Và những người dẫn dắt thị trường này họ sẽ có cái cách để họ tạo lập lên thị trường, tìm kiếm cơ hội lợi nhuận. Và lúc này nó không còn đơn thuần là vàng nữa, mà nó chuyển thành là cái sản phẩm đầu tư. Và nếu là sản phẩm đầu tư rồi thì bạn tưởng tượng giống như thị trường chứng khoán, thị trường trái phiếu, thị trường cổ phiếu đều sẽ có những người dẫn dắt tạo lập thị trường và sẽ có những cái mã hoặc là có những cái câu chuyện, có cái nguồn cung, có những cái mà để làm cho thị trường nó sôi động lên, tạo ra các giao dịch và quan trọng hơn là nhằm thu lợi được nhiều hơn. Giá vàng thế giới tăng cộng thêm nguồn cung vàng khan hiếm một lần nữa trở thành lý do giải thích cho việc giá vàng tăng. Tuy nhiên câu hỏi ai tạo ra hiệu ứng đám đông hay hiệu ứng FOMO lại là câu chuyện khác. Khi mà vàng biến thành một loại sản phẩm đầu tư được ưu tiên so với các kênh đầu tư khác, dòng tiền tự nhiên đông cứng trong két sắt thay vì đưa vào sản xuất kinh doanh, tác động trực tiếp đến nền kinh tế nói chung. Rõ ràng là có một cái lượng vốn không được huy động vào quá trình sản xuất kinh doanh mà nó nằm chết ở trong các cái tổ dưới cái hình thức là vàng dự trữ của các cái hộ gia đình. Và đây là cái điều mà bất kể một nền kinh tế nào cũng không mong muốn. Câu hỏi ai có lợi trong việc vàng nhẫn tròn trơn thay thế vàng miếng trở thành kênh trú ẩn tài sản, mặt hàng vàng khan hiếm thật hay không, cũng như nhu cầu mua vàng tăng cao đột biến, nguyên nhân do đâu rất khó có câu trả lời chính xác. Khi nhà nước bán vàng miếng giá bình ổn, lập tức thị trường tự do thay đổi loại hình sản phẩm thay thế. Rõ ràng nhẫn tròn trơn không khác gì các loại vàng trang sức khác, nhưng được dùng làm công cụ dẫn dắt thị trường thời điểm này. Vấn đề của thị trường vàng một lần nữa xảy ra khi sản phẩm vàng không được quản lý, điều tiết theo đúng nguyên tắc của thị trường, dẫn đến hiện tượng giá vàng nhảy múa liên tục, tăng giảm bất thường. Thành phố Hải Phòng hiện có hơn 70 chung cư cũ, trong đó nhiều chung cư được xây dựng từ những năm 60 của thế kỷ trước, đến nay đã xuống cấp. Đặc biệt sau trận bão số 3 vừa qua, các khu chung cư này càng hư hỏng nặng, có thể đổ sập bất cứ lúc nào. Để đảm bảo tính mạng, tài sản cho người dân, thành phố Hải Phòng quyết định di dời người dân đến nơi ở mới, đảm bảo an toàn, đồng thời hỗ trợ người dân sớm an cư và ổn định cuộc sống. Khu tập thể A7, A8 Vạn Mỹ, phường Vạn Mỹ, quận Ngô Quyền là hai trong tổng số hơn 70 chung cư cũ trên địa bàn thành phố Hải Phòng đã xuống cấp nguy hiểm cấp độ D. Trước khi bão số 3 đổ bộ vào Hải Phòng, các hộ dân sinh sống tại đây đã được di dời đến một số cơ sở giáo dục trên địa bàn phường để tránh trú bão. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của bão số 3, chung cư A7 vốn đã xuống cấp nay có dấu hiệu bị nghiêng, có nguy cơ đổ sập bất cứ lúc nào và kéo theo cả khối nhà 5 tầng A8 phía sau. Một số chung cư khác trên địa bàn quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng cũng trong tình trạng tương tự sau bão số 3, không đảm bảo an toàn cho người dân sinh sống. Trước tình thế khẩn cấp này, quận Ngô Quyền và Sở Xây dựng Hải Phòng đã đề xuất và được Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng đồng ý di dời các hộ dân tại các chung cư cũ nguy hiểm do ảnh hưởng của cơn bão số 3 về các nơi ở tạm cư an toàn, đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản cho bà con nhân dân. Cảm ơn thành phố, quận đã quan tâm đến các bà con, lo cho bà con chỗ ăn, chỗ ở từ hôm bão lũ đến bây giờ. Thì rất là bản thân tôi cũng là một trong những người phải tạm lánh về nhà con gái. Nhưng mà những người nào mà không có nơi tạm trú thì được phường, quận là bố trí về những nơi ăn nghỉ rất là chu đáo. Theo Sở Xây dựng Hải Phòng, địa phương có 205 chung cư, trong đó có 97 chung cư đã xuống cấp nguy hiểm cấp D. Đến thời điểm này, thành phố đã phá dỡ 22 chung cư cũ nguy hiểm cấp D và xây dựng các chung cư mới. Trong số 75 chung cư cấp D, còn lại có 41 chung cư hiện còn nhiều người sinh sống, với tổng số khoảng 2.600 người, một số chung cư khác đang chuẩn bị hoặc đang trong quá trình phá dỡ. Theo kết quả kiểm định của đơn vị tư vấn đánh giá, sau bão số 3, các khu chung cư tại phường Vạn Mỹ, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng có tỷ lệ kết cấu chính hư hỏng so với toàn bộ công trình từ 65 đến 86%. Đối với các chung cư cấp D còn lại, tỷ lệ kết cấu chính hư hỏng đều trên 65%, không đảm bảo an toàn trong quá trình sử dụng. Ngoài hơn 300 hộ dân ở tại các chung cư A7, A8 Vạn Mỹ phải di dời để đảm bảo an toàn, lãnh đạo thành phố Hải Phòng cũng đã có chủ trương ngừng sử dụng và di dời toàn bộ người dân tại 41 chung cư nguy hiểm cấp D trên địa bàn thành phố. Với tất cả lực lượng của quận
và có sự hỗ trợ lực lượng của công an thành phố, các lực lượng của quân đội để di chuyển tài sản cho các hộ dân về nơi ở mới, cụ thể là khu chung cư HH ở Quốc Bình, về nơi tạm cư tại Kinh Dương. Và đây chỉ là cái bước đầu trong cái việc là di chuyển các hộ dân ở các khu chung cư cũ ở trên địa bàn quận. Thì sau khi di chuyển A7, A8 thì vẫn còn 18 cái chung cư nữa. Thì quận Ngô Quyền đang theo sự chỉ đạo thành phố lập kế hoạch di chuyển người và tài sản để di chuyển các hộ ra khỏi các chung cư nguy hiểm trên địa bàn quận. Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng đã giao Sở Xây dựng thành phố và Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên quản lý và kinh doanh nhà Hải Phòng rà soát quỹ nhà chung cư còn trống của thành phố để bố trí nơi ở cho người dân đang sinh sống và coi đó là một trong những nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu nhằm bảo vệ tính mạng, an toàn và sức khỏe của người dân. Theo đó, Sở Xây dựng Hải Phòng đã rà soát và thống kê quỹ nhà chung cư của thành phố hiện còn khoảng 1.000 căn trống. Các căn hộ này sẽ được bố trí để đón người dân tại các chung cư xuống cấp nguy hiểm về ở, đồng thời cũng được sửa sang, đảm bảo các điều kiện thiết yếu để phục vụ các hộ dân. Đối với các hộ dân không được bố trí quỹ nhà, thành phố Hải Phòng sẽ hỗ trợ tạm cư bằng tiền mặt với kinh phí dự kiến khoảng 3 triệu đồng một tháng trong 24 tháng. Hết thời hạn 24 tháng, các hộ dân này sẽ được thành phố Hải Phòng hỗ trợ bồi thường giải phóng mặt bằng để mua, thuê nhà ở xã hội theo quy định. Trung Quốc đã công bố loạt biện pháp thúc đẩy kinh tế đang phải đối phó với vấn đề nợ kéo dài trong lĩnh vực bất động sản, áp lực giảm phát liên tục và thất nghiệp cao ở giới trẻ. Ngày 24 tháng 9, Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc đã công bố loạt biện pháp nhằm thúc đẩy nền kinh tế đang phải đối phó với vấn đề nợ kéo dài trong lĩnh vực bất động sản, áp lực giảm phát liên tục và thất nghiệp cao ở giới trẻ. Thống đốc Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc Phan Công Thắng cho biết sẽ cắt giảm tỷ lệ dự trữ bắt buộc 0,5%, hạ lãi suất chính sách và lãi suất chuẩn thị trường nhằm thúc đẩy tăng trưởng, cam kết thúc đẩy mở rộng tiêu dùng và đầu tư. Theo Thống đốc Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc, động thái này sẽ bơm khoảng 1.000 tỷ nhân dân tệ, tương đương khoảng 141,7 tỷ đô la Mỹ thanh khoản dài hạn vào thị trường tài chính. Trung Quốc cũng sẽ hạ lãi suất các khoản vay thế chấp hiện có và thống nhất tỷ lệ trả trước cho các khoản vay thế chấp. Theo đó, có 150 triệu người ở nước này được hưởng lợi từ chính sách này và chi phí lãi suất trung bình hàng năm của mỗi hộ gia đình Trung Quốc sẽ giảm khoảng 150 tỷ nhân dân tệ. Sau khi Ngân hàng Trung ương công bố các biện pháp trên, giá cổ phiếu trên thị trường Hồng Kông và Thượng Hải đã tăng mạnh lúc mở cửa phiên giao dịch ngày 24 tháng 9. Nền kinh tế lớn thứ hai thế giới vẫn chưa phục hồi mạnh mẽ như kỳ vọng sau đại dịch COVID-19. Lãnh đạo Trung Quốc đã đặt mục tiêu tăng trưởng 5% trong năm 2024, con số mà các nhà phân tích cho là lạc quan trong bối cảnh hiện tại. Thống đốc Ngân hàng Trung ương Nhật Bản ông Kazuo Ueda cho biết, ngân hàng này có thể dành thời gian để xem xét kỹ lưỡng thị trường và tình hình kinh tế ở nước ngoài khi thiết lập chính sách tiền tệ. Bình luận này cho thấy Ngân hàng Trung ương Nhật Bản không vội vã tăng lãi suất. Ông Ueda nhắc lại rằng ngân hàng này sẽ tăng lãi suất nếu lạm phát cơ bản hướng đến mục tiêu 2% như dự kiến. Đây là một dấu hiệu cho thấy không có thay đổi nào trong lập trường của ngân hàng này nhằm dần dần đẩy chi phí đi vay lên mức gần bằng không. Tuy nhiên, ông cảnh báo về những rủi ro xung quanh triển vọng, chẳng hạn như biến động của thị trường tài chính và sự không chắc chắn về việc kinh tế Mỹ có thể hạ cánh mềm hay không. Theo ông Ueda, Ngân hàng Trung ương Nhật Bản cần dành thời gian xem xét kỹ lưỡng các động thái của thị trường và tình hình kinh tế nước ngoài khi thiết lập chính sách tiền tệ. Những phát biểu trên cho thấy sự thay đổi trong trọng tâm của Ngân hàng Trung ương Nhật Bản khỏi các rủi ro lạm phát hướng tới vấn đề giảm tốc của kinh tế toàn cầu chậm lại và sức ép từ đà tăng của đồng yên đối với nền kinh tế phụ thuộc vào xuất khẩu của Nhật Bản. Ngân hàng Trung ương Nhật Bản đã quyết định giữ nguyên lãi suất tại cuộc họp ngày 20 tháng 9 sau khi đợt tăng lãi suất vào tháng 7 năm 2024 đã khiến đồng yên tăng mạnh và gây ra biến động trên thị trường toàn cầu. Trong một thời gian dài, Ngân hàng Trung ương Nhật Bản là một ngoại lệ trong số các ngân hàng trung ương lớn trên toàn cầu khi duy trì chính sách tiền tệ siêu lỏng để đưa lạm phát trở lại mức mục tiêu 2% nhờ vào đà tăng lương. Tháng 3 năm nay, Ngân hàng Trung ương Nhật Bản đã tăng lãi suất lần đầu tiên kể từ năm 2007 và thêm một lần tăng nữa vào tháng 7, báo hiệu rằng nhiều đợt tăng lãi suất nữa có thể diễn ra. Động thái này khiến các nhà đầu tư bất ngờ và thị trường rơi vào tình trạng hỗn loạn do lo ngại suy thoái kinh tế tại Mỹ.
Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình ngày hôm nay của chúng tôi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các bản tin tiếp theo.